Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Ý Âm Thanh Bãi nhá. Đây là hai bộ của chú Doan với cả anh Tuấn ở Hưng Yên. Chốt rất nhanh bộ đời nông 7.5L với cả Ken Hút 5002. Đây là đang xong rồi, về rồi đúng không? Hôm nay dù trời rất là mưa gió nhưng mà anh em vẫn cất công lên tận đây. Ở đây đợi chủ nhà mời anh. 2 3 4 5 6 7 8 9. Đây là hai anh ạ. Bác với cả các anh đã chốt bùa 7.5L của em rồi, đời nông 7.5L với cả mẫu Kenwood 5002, đều là những hai cái dòng mà được anh em đặt tiền rất là nhiều. Căn bản đó là cái mẫu khá là cao cấp, hai phân khúc của hãng rồi. Đó, cho nên anh em nào mà xe là anh đã sắp xếp đầy đủ hết chưa? À, may quá tạnh mưa rồi này. Đây. Anh em học tập các chú cả các anh Hưng Yên nhá. Đây chốt là phải chốt như này nhá. Vụ đẹp anh em này. Toàn hàng khủng, toàn hàng hot. 7.5L này, Ken 5002 này. Hai bộ này loại rất là đẹp luôn đấy. Quay cái mấy nhà đầu cái đĩa cái. Đây, anh hôm nay là kỷ niệm 3 đĩa luôn. Đấy, cho nên những tháng cuối năm rồi bên em cũng khá là bận rộn, ngoài việc là bán hàng cho khách ở cửa hàng thì còn cả đóng cả hàng đi cho khách nữa. Có anh khách mua hàng buổi sáng anh còn kỷ niệm cho giò lan này này. Anh ở đâu nhỉ? Anh ở đâu nhỉ? Hình như là ở Nam Định như vậy. Anh có một vườn lan. Thế hôm nay anh lên anh kỷ niệm cho giò lan này này. Thế này muốn chơi hoa thế là kỷ niệm cho chậu luôn. Đẹp lắm. Không, anh nói tên nhưng mà quên xứ mất rồi. Chứ không biết tên là hoa lan gì. Đấy. Ngoài việc bán hàng cửa hàng bọn em phải đóng hàng đi. Chẳng hạn như bộ Kenwood 1 này cũng đã đóng sẵn để tí nữa cho thùng suốt. Đây hôm nay xin khoe với anh em một chút là hôm nay chiến tích như nào? Hôm nay thì chắc là tầm khoảng 6 bộ, từ đấy. Sáng giờ là 8 tháng 10. 4 bộ đây. Anh Dũng ở Hồ Chí Minh này, anh Đức ở Đà Lạt này, 5.1 này, chú Tiến này. Rồi là anh Hiếu ở Hồ Chí Minh này. Đấy, 4 bộ này là đều là thế. Khách các tỉnh hết mà còn chưa kịp đóng hàng đây từ sáng đây. Đấy, vừa xong là chú với cả anh lấy hai bộ Hưng Yên đây. Cả hôm nay cũng mưa gió ấy, cho nên đấy, mưa gió bán hàng sương sương nhẹ nhẹ thế này thôi. Em ở xa ở gần đều rất là ủng hộ và anh em yên tâm là hàng vẫn đang về liên tục và vẫn có những cái lô hàng cuối năm càng về càng nhiều cơ. Thôi may mà hôm nay em bán được khá tương đối để còn có chỗ mà bày những cái lô dàn mới nữa. Mini cho các bác nhìn qua là mấy bộ đang có ở đây. Campana, Onkyo, Kenwood bọn em đang về phát sẵn hàng để phụ anh em, còn dịp cuối năm mà cho nên phải ôm hàng nhiều, anh em mua sắm dịp cuối năm rất là nhiều ấy. Mà anh em yêu cầu càng ngày càng cao, toàn phải yêu cầu lại thùng xốp rồi, xong rồi hàng này phải đẹp long lanh 95% trở lên các thứ. Cho nên tiêu chuẩn nhập hàng của em cũng càng ngày càng cao. Anh em mà nếu mà đặt những cái bộ cao cấp như là đời nông 7.5L vừa nãy, Kenwood 5002, 7002 thì lưu ý là đặt hàng càng sớm càng tốt. Bởi vì anh em những cái dòng đấy đang đặt rất là nhiều rồi, anh em mà chậm chân thì mình sẽ phải chờ cái lô hàng sau nó muộn hàng hơn. Nó có thể đến Tết mình không có dàn chơi mất thì rất là tiếc đúng không? Loa chép BB kép cũng đang có sẵn còn 2-3 đôi anh Yến nhỉ? Đúng rồi, còn 2-3 đôi nữa là hết thôi, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ khoảng trưa. Đấy thôi, bây giờ cũng là 4 giờ chiều rồi thì cái cabin đâu nhỉ anh chị? Em bây giờ phải đóng hàng nốt cho khách đây, không tí tối muộn mà Viettel post nó không nhận. Quản từ sáng rồi mà chưa đóng được cho anh nào.